Theo hãng thông tấn TASS của Nga, có dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đang tích trữ vũ khí và thực hiện trinh sát bằng hỏa lực để chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô lớn đồng loạt ở khu vực Zaporozhye. Chủ tịch phong trào Chúng tôi sát cánh cùng Nga, Vladimir Rogov, chia sẻ với hãng tin TASS từ ngày 20 tháng 3. Quân đội Ukraine trên thực tế đã ngừng sử dụng đạn chính xác và UAV cảm tử ở khu vực Zaporozhye. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang tập trung vũ khí trước khi mở cuộc tấn công lớn trong khu vực. Rogov cho biết, đối phương đang thực sự không sử dụng vũ khí chính xác vào lúc này. Các nguồn tiếp tế vũ khí cho họ vẫn tiếp tục và gia tăng, nhưng họ không sử dụng các vũ khí đó hoặc chỉ sử dụng trên quy mô hạn chế. Điều này chứng tỏ họ đang thực hiện tích trữ. Các cuộc tấn công quy mô lớn sẽ đi kèm các đòn đánh bằng pháo phản lực cơ động cao HIMARS và pháo M777 sử dụng đạn dẫn đường cũng như UAV cảm tử. Bên cạnh đó, ông Rogov cho hay, phía Ukraine còn tiến hành thăm dò hỏa lực ở khu vực Zaporozhye. Ông nhận định, họ đang tập trung vũ khí để chuẩn bị tấn công, tung ra đòn đánh chắc chắn vào các vị trí của chúng tôi, mà họ đã chính xác. Đối phương sẽ đánh vào các sở chỉ huy để làm chúng tôi mất sự điều phối giữa các đơn vị. Họ cũng sẽ đánh vào các kho quân sự. Tôi cho rằng đây sẽ là một đòn tấn công đồng loạt, sau đó thiết giáp và bộ binh của họ sẽ tiến lên. Theo ông Rogov, quân đội Ukraine đã thực hiện ít nhất 7 lần trinh sát thông qua hỏa lực ở tiền tuyến Zaporozhye trong tuần qua. Truyền thông Đức dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết Ukraine đang chuẩn bị cuộc tấn công nhắm vào Zaporozhye và Lugan. Tờ Bild của Đức ngày 21 tháng 3 đưa tin, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tiến đến giai đoạn quyết định với việc Kiev tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Bild dẫn nguồn tin từ quan chức NATO cho rằng liên minh đang cung cấp cho Ukraine mọi thứ nước này cần để cắt đứt hành lang trên bộ với Crimea. Theo báo cáo, các nhà phân tích của NATO cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ lên đỉnh điểm vào mùa xuân và mùa hè. Quan chức này tin rằng vũ khí hạng nặng phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ được sử dụng trong một số cuộc phản công, sớm nhất là vào tháng 5. Vì quan chức nói, 6 tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các đồng minh. Trong khi từ chối đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch phản công sắp tới, quan chức này khẳng định các lực lượng Ukraine sẽ tập trung nỗ lực vào các khu vực Zaporozhye và Lugan. Nguồn tin trên cũng cho biết mục tiêu chính của các cuộc phản công của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ nối đến bán đảo Crimea. Ukraine cũng có khả năng sẽ tiến hành các cuộc phản công ở các khu vực khác nhằm đánh lạc hướng quân đội Nga. Cũng theo thông tin của tờ Bild, NATO không loại trừ khả năng Ukraine sẽ cố gắng giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea, khu vực mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014. Để đảm bảo các cuộc tấn công mới của Ukraine thành công, những đồng minh của nước này đã cung cấp cho Kiev dữ liệu tình báo, cũng như hỗ trợ huấn luyện, hậu cần và vũ khí. Trả lời tờ báo Ba Lan, ngày 20 tháng 3, Tổng thống Czech Pavel nói rằng cơ hội phản công dành cho Ukraine sẽ chỉ mở ra cho đến cuối năm nay. Ông Pavel giải thích, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 diễn ra trong năm tới, Washington có khả năng sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng thống Czech cho rằng các quốc gia châu Âu có thể sẽ có động thái tương tự Mỹ. Ông này nói tiếp, Ukraine sẽ chỉ có một nỗ lực để tiến hành cuộc phản công lớn, sẽ rất khó khăn để có được viện trợ cho các cuộc phản công tiếp theo. Bởi vậy, từ giờ tới lúc phản công, Ukraine sẽ cố gắng duy trì giao tranh ở Bakhmut để cầm chân quân Nga và tăng cường nguồn lực dự trữ cho các cuộc phản công ở phía Nam. Phần lớn thành phố Bakhmut ở phía đông Ukraine hiện nay là đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh. Hàng chục nghìn binh lính của cả Nga và Ukraine đã tử trận. Hiện nay các lực lượng Nga đang bao vây Bakhmut từ ba hướng và một số quan chức phương Tây hối thúc quân đội Ukraine lui về các phòng tuyến dễ bảo vệ hơn. Dù vậy, Kiev không có kế hoạch rút khỏi thành phố này. Các quan chức Ukraine nhận định việc bảo vệ Bakhmut không chỉ là bảo vệ pháo đài tinh thần của quân đội Ukraine mà còn liên quan đến chiến dịch tấn công mùa xuân đã được lên kế hoạch từ trước, có thể sẽ sớm diễn ra trong những tuần tới. Ukraine hy vọng có thể chọc thủng các mắt xích yếu trong phòng tuyến của Nga và đẩy lực lượng này ra khỏi toàn bộ khu vực Kharkov ở phía đông Ukraine. Sau khi tuyên bố giành được thành phố Lyman ở Donetsk vào tháng 10 năm 2022, quân đội Ukraine đã gặp khó khăn khi đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở Bakhmut. Cả Nga và Ukraine đều giao tranh dữ dội ở Bakhmut, nhưng các chỉ huy của Ukraine cho biết kế hoạch tiến hành tấn công mới để giành lại các khu vực ở Donbas sẽ không bị ảnh hưởng. Tướng Oleksandr Sysky, tư lệnh lục quân Ukraine nhận định, trong khi các binh lính Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga ở phía đông, các lực lượng khác của Kiev có thể tăng cường nguồn lực cho cuộc tấn công sắp tới. Ông nói, chúng ta cần câu giờ để tăng cường nguồn lực dự trữ và bắt đầu một cuộc phản công diễn ra ở thời điểm không xa.
Nga đang đặt cược rằng Ukraine sẽ không thể duy trì lâu trong cuộc xung đột tiêu hao và sự ủng hộ của phương Tây cho Kiev sẽ giảm dần nếu tình hình bế tắc. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt cược vào việc giành được lợi thế nhờ các vũ khí mới từ Mỹ và NATO, thậm chí cả khi Nga điều động thêm binh lính để tăng cường các phòng tuyến. Các nhà phân tích quân sự và quan chức phương Tây đánh giá các chỉ huy quân đội Ukraine với việc sắp được tăng cường hàng chục xe tăng mới do phương Tây sản xuất và tiêm kích thời Liên Xô có hai lựa chọn nếu họ muốn tìm cách đẩy lùi các lực lượng Nga. Đó là tiến công về phía Nam dọc sông Dnieper theo hướng Crimea hoặc tiến công xa hơn về phía Đông. Sau đó tiến xuống phía Nam để chia cắt hành lang trên đất liền của Nga dọc bờ biển Đen nối Crimea với các vùng mà Nga đang kiểm soát. John Hardy, phó giám đốc chương trình nghiên cứu về Nga tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ cũng cho rằng Ukraine khả năng cao sẽ thực hiện kế hoạch phản công trên. Ông Hardy nhận định, cuộc tiến công của Ukraine sẽ tập trung về phía Nam theo hướng thành phố Melitopol ở khu vực Zaporizhia hoặc Mariupol ở khu vực Donetsk thuộc phía bắc bờ biển Azov. Theo chuyên gia này, khu vực phía Nam có tầm quan trọng lớn với Ukraine về kinh tế và chiến lược. Lầu Năm Góc đã tổ chức một cuộc gặp các tướng Ukraine đầu tháng này tại căn cứ quân sự Mỹ ở Đức trong vài ngày để lên kế hoạch về chiến dịch tấn công mùa xuân. Mặc dù các quan chức Mỹ thường công khai tuyên bố Kiev sẽ tự quyết định về chiến lược của mình. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay, không ai ngồi đây để nói với người dân Ukraine rằng họ nên làm thế nào. Đó không phải là việc của cộng đồng quốc tế. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là thiết lập khung làm việc và các cơ chế để Ukraine tự giải quyết tình hình trong những kịch bản khác nhau. Chiến dịch tấn công của Ukraine có lẽ chưa thể bắt đầu cho tới khi Kiev nhận được thêm vũ khí từ Mỹ và NATO. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington sẽ cam kết cung cấp cho Ukraine đủ hỏa lực để chiến đấu với Nga. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ để có thể đáp ứng các nhu cầu của Ukraine. Điều này sẽ tiếp tục là trọng tâm của chúng tôi. Cuộc giao tranh phía trước sẽ rất khó khăn, đặc biệt khi chúng ta bước vào mùa xuân và mùa hè. Còn Vadim Skibitsky, đại diện Cục Tình báo chính thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ, thông tin tình báo quân sự ở khu vực cho thấy các lực lượng Nga ở bán đảo Crimea đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo ông, quân đội Nga đã đào hào chiến đấu trên các bãi biển tại những vị trí mà họ cho là có thể diễn ra chiến dịch tấn công đổ bộ. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết một nghị sĩ thuộc Duma Quốc gia Nga đã kêu gọi các quan chức quân sự nước này tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV để bảo vệ các tuyến liên lạc quan trọng trên đất liền nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Tướng lục quân đã nghỉ hưu David Petraeus, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan cho rằng ưu tiên của Washington hiện nay không chỉ là giúp Ukraine chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mà còn ngăn cản Nga tiến xa hơn vào các vùng lãnh thổ Ukraine. Ông ước tính Kiev có thể sẵn sàng chiến đấu vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và hy vọng các lực lượng của Ukraine sẽ kiểm soát được hành lang trên đất liền nối Nga với Crimea. Việc chính quyền Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp nhiều vũ khí và các gói viện trợ hơn đã cho thấy tính chất quyết định của những tháng tiếp theo. Bất chấp tổn thất nặng nề, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky đã gọi cuộc giao tranh ở Bakhmut là thành công chiến lược và nhận định với tờ La Stampa của Italy rằng cuộc phản công của Ukraine sắp diễn ra. Trong cuộc phỏng vấn, ông Podolyak cho hay, chúng tôi sẽ làm hao hụt các lực lượng của Nga và sau đó tập trung vào những nơi khác. Nhưng hiện nay, chúng tôi cần tên lửa tầm xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.